cá voi sát thủ bao vây giữa đại dương, cô gái trẻ gào thét trong bất lực. Cô gái này đang tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời của mình. Chuyện sẽ không có gì đáng để nói cho đến khi cô rơi vào tình huống đáng sợ này. Trong lúc đang trèo súp, từ đâu bỗng xuất hiện một đàn cá voi sát thủ. Chúng liên tục bơi xung quanh, bao lấy chiếc súp của nữ TikToker. Đáng sợ hơn, thỉnh thoảng đàn cá lại phát ra những âm thanh như đang vô cùng giận dữ. Trên tay cô gái, bây giờ chỉ có một chiếc mái chèo và rõ ràng nó không thể giúp được gì trong hoàn cảnh này. Cô gái chỉ có thể cố gắng tự nói những câu trấn an bản thân trước loạt cá voi sát thủ kia. Tuy nhiên, thật may mắn, chỉ vài phút sau đó, đàn cá bất ngờ quay đầu và bỏ đi. Phía dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng đã rơi vào trạng thái hồi hộp online khi lướt trúng đoạn video này. Cứ tưởng được đi du lịch online, hóa ra lại thành đau tim online. Gặp mình chắc xỉu ngay tại chỗ chứ không đủ bình tĩnh như bà này đâu. Sợ thật đấy, cả đàn sát thủ đại dương vây quanh thế này, bất cẩn một cái là đi về chầu ông bà luôn. Một số người lại cho rằng cô nàng đang lo lắng thái quá mà thôi. Cá voi sát thủ được mệnh danh là kẻ săn mồi máu lạnh của đại dương. Nhưng trên thực tế, chúng lại chưa bao giờ là mối nguy hại cho con người trong môi trường tự nhiên. Còn bạn sẽ xử lý như thế nào trong trường hợp này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết với nhé!